Và hello, xin chào tất cả các anh em. Quá dữ của tôi đang xem cái video clip này. Ai không xem là không dữ thì anh em cũng biết rồi. Thì hôm nay chủ tịch đầu trọc sẽ làm một cái video test ly xin đầu trọc với bạn bổ trợ Ngọc siêu cấp sách phép. Hy vọng anh em thích cái video này của tôi. Cảm ơn anh em. Nhìn anh hài vãi nè. Em biết Tyler 1 không? Yo, what's up everybody? Hey, hi, yo, what it do? Ladies, hey, hey. Để câu Tyler 1, anh là Tyler 2. Ly Xin sắp phép đối đầu với lại mẹ Ly Xin ý chỉ nè. Coi còn Ly Xin nào nó dữ hơn nha. Ly sắp phép sẽ không ngán Ly. Waste not a minute. Hay quá em ơi. Trời ơi, tiếc thế. Ô, sao không chung? Ồ, không chung, tiếc ghê. Ôi, nơi mình nôn quá. Quá dữ ấy, mà thấy Ly sắp phép chưa? Vay nợ là đổi gì đây, đổi tốc biến thành dịch chuyển để không nào đi, mình chỉ cần găng là mình tê ly. Mày lão hả? Mày là rồi vô lại vô nè. Mày ai cho mày về hả? Mày vai. Ôi ôi trong âm mẹ cứt. Rồi mày chết rồi làm gì thế này. Nè. Đó, Ly Xin vừa ở trên top nhưng mà bây giờ đã xuất hiện ở bot rồi. Rồi ôi bay đỡ cho mình hết. Ôi, sai rồi, quả đấy sai lầm. Quên mất hết R rồi, quên mẹ sệt. Ôi ôi cây vang ly kia. Mẹ mày. Mẹ mày. Chó. Find your center. Nè, Wi nè. Ôi nó.
Mày mày rồi rồi. Ôi má, Adriel lại mày nữa à? Lại là mày. Mày, lông mày đâu đi? Với dao, ê. Mày, dao hả? Ok, thôi, giờ mình đi châu đi châu chờ. Ok. Bye bye mấy người.